Xin chào bà con, chào các bạn. Bữa nay là ngày 18 tháng 8 năm 2024. Thì bữa nay trời nắng rất là đẹp, cho nên là buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành làm vaccine cho tổng cái đàn chim gà kiển ở bên mình nha các bạn. Thì gà tơ thì cái gà tơ chim tơ thì các bạn nào tới tới tiêm vaccine thì mình cũng 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 tiêm luôn. Còn gà gà đẻ thì với chim công đẻ thì bữa nay mình tiêm luôn. Tại vì gà đẻ với chim công đẻ là cái kiểu như lúc gà đẻ thì nó đẻ ít, với chim công thì nó hết mùa đẻ rồi, cho nên là cái thời điểm này là cái thời điểm thích hợp cho mình làm vaccine. Vaccine thì bây giờ mình ra cái giải này là cái giải gà đẻ với chim chỉ 7 màu đẻ, thì mình làm mình tiêm trước các bạn. Các bạn chú ý cái thời gian tiêm vaccine tốt nhất ở trong ngày đó là buổi sáng và buổi tối nha. Thường thì nhiều anh em là tiêm buổi tối, tại vì buổi tối nó con chim con gà nó ngủ nó dễ bắt, nó không có động chuồng hơn. Tại vì các bạn nếu mà các bạn tiêm giấc trưa thì các bạn biết chim gà thì mình bắt nó dãy giụa rất là nhiều, cho nên giấc trưa nắng nóng quá thì nó mệt con chim, rồi cộng thêm cái vaccine chích cho mình nó hành nữa. Như cái kiểu vaccine có một số loại vaccine nó bị hành á, cho nên là mình tiêm giấc sáng. Giấc sáng cho con trời mát, cho con chim nó khỏe, với hoặc giấc chiều tối. Mình ở đây thì mình thích tiêm buổi sáng hơn, tại vì tiêm buổi sáng thì trong ngày đó nó còn chạy nhảy rồi này kia, vaccine nó còn ấy được. Còn tiêm buổi tối thì nó đang ngủ, vaccine nó vô nó hành thì con chim nó không được sung hung, cho nên là mình quyết định mình tiêm buổi sáng. Thì tiêm từ cái giải ngoài đó vô trong này thì bữa nay thì mình tiêm chắc tầm khoảng 300 con các bạn, 300 con. Ví dụ như cái bầy gà này ở đây thì nó tới cái giai đoạn là vaccine rồi. Gà này là 3 tháng tuổi nha các bạn. Thì thông thường vaccine dịch tả so với cái con gà này thì mình làm cái kiểu như là mình làm nó hơi trễ xíu, tại con gà này nó nhỏ con quá. Ví dụ như là cái ví dụ vaccine dịch tả này thì mấy cái con gà mà gà bình thường á, thì ví dụ như nó 35 ngày là nó bự hơn cái con này nữa. Cái con này mà thậm chí hiện tại nó 3 tháng nhưng mà nó rất là nhỏ, tại gà che Sigma mà nó lội nó nhỏ con mà, nó cho nên mình để kéo dài tới 3 tháng mình làm cái gì mình tiêm luôn. Còn chim công thì lúc lúc này nó không còn đẻ nữa, nó không còn đẻ nữa, cho nên là cái lúc này là cái giai đoạn là mình làm vaccine rồi mình tẩm bổ cho nó. Đầy đủ dưỡng chất, khoáng chất này kia xong rồi bắt đầu đặng cho nó chuẩn bị cái mùa đẻ tiếp theo. Có nghĩa là nó bây giờ nó ngừng đẻ, nó sẽ thai lông, nó bồi dưỡng, nó tẩm bổ này kia thì tới giai đoạn Tết, bắt đầu Tết là bắt đầu nó đẻ lại. Nó đã lẻ lại kéo dài cho khoảng 5 6 tháng rồi bắt đầu nó thai lông tiếp. Những cái chu kỳ nó chim công là cứ vậy đó. Cho nên là cái chim công trưởng thành thì các bạn mua lúc này thì con trống nó không có đuôi, nó rụng đuôi hết rồi. Con mái ví dụ như con mái mà lúc gầy có con nào đẻ là coi như luộc hết á, là tại vì con trống nó có đuôi á, nó có đuôi nó mới đạp mái. Cái tập tính nó là vậy. Nó đang làm vaccine chưa xong thì có một chú chạy xe bán chim dạo vô kêu mình. Bây giờ mình đi ra để coi coi ổng có bán cái kiểu như là treo đầu dê bán thịt chó không. Có nghĩa là hồi lúc trước cũng có một cái anh khách ảnh mua chim chỉ của mình để ảnh bán kiểu lừa, kiểu cái xe mà để con công bự trên rồi mua con chim chỉ gà lôi gà sao rồi để dưới đặng lừa bán con người ta đó, rồi mình không có bán. Cho nên là bữa nay thấy ổng thấy ổng đậu xe ở ngoài kia mà ổng đi vô đây. Thấy ở ngoài đậu đậu xe ngoài kia mà ổng đi vô đây để cho mình, bây giờ mình đi ra ngoài mình coi 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 ổng có để con công bự trên không, hay là ổng bán thiệt, ổng mua thiệt. Mà cả sao tỉnh này tỉnh kia có tôi bán cà lôi chim chỉ thượng phải không? Dạ, ở đâu cho tôi là chạy chạy nào. Tôi ở nhà văn ông ơi. Dạ cà lôi. Cặp mỏi cho ta gọi rồi đi ra giờ thứ nó ở Long An nó xuống.
Chứ bên gạch kia nở ra nữa. Chắc tới trăm thì mấy trăm. Sao? Sao bằng con cặp thì nhỏ lớn nè bạn. Sao bắn hết trăm rồi, mấy con ba con. Tính là ông bán lẻ mua chị con hai con trái ở chứ đâu có mua nhiều đâu. Trâu con trái trong gì mà không nhiều. Trời em đây nuôi chim công rồi không rồi chứ mấy gà thường thường đâu có nuôi. Như bữa nào đây tôi có bắt nữa thì bắt chim chỉ nữa tôi đem cho ông. Rồi giờ vô bắt đỡ chút mấy con chim chỉ đi. Bây giờ chim chỉ thì con cho số rồi thằng em nó tại vì chim chỉ giờ vô chạy kia rồi chạy này chỉ gà với công không à. Ở đâu đặng chim chỉ đâu? Biết cầu à. Trời ơi, trở lại xa lắm hả? Bây giờ chú mua nhiều không? Thì mua tao 60 con vậy đó, 70 con. Hả? 700 con hả? Ừ. 700 con thì chạy ra ngoài đường lọ nhựa. Chạy ra hướng ngoài cái nhâm á. Khoảng cây số à. Qua. Nhâm nhâm ơi, hả nào? Vô mà mong dẫn tôi đi từ từ nó mới nhiều. Chứ hỏi mới đầu tiên mà biết rồi đặng lần tôi mà sau này là không có đang chích ngừa thuốc cái lỡ dở rồi đâu có bỏ đi được bây giờ để kêu nó chạy vô rước tôi thì ông bây giờ chứ vấn đề là ông phải chạy ngoài mà kêu nó đón tôi à ông chạy tới cầu Gạch Ranh đi rồi kêu nó chạy ra nó đón không thì cứ kêu đi tới cầu Gạch Ranh bây giờ chạy ngoài bây giờ ông chạy ngoài ông hỏi thăm ta tới cầu Gạch Ranh đi rồi ông điện nó kêu nó chạy ra nó đón chừng nào tới á cậu gần xa chưa ở đây ra tới lộ nhựa là không biết cái gì ừ. Người chạy khoảng chừng cây hơn cây số nữa là tới rồi cậu ra nổi ta chỉ giờ ừ. ông bấm số không rồi bấm điện không cậu bấm coi đi mấy cái tay hồi nãy thì có ông quấn tôi đã ấy sao chúng nó búa được cái ngón tay bấm không được luôn chín 1 8 ông xài điện thoại này sao thấy được nhưng mà tôi xài được rồi nè đâu bấm giờ một mắt nó mắt là số 47 ha đúng rồi giờ cần kêu đón anh đi cậu cậu kia nha ừ. Từ từ mới lâu dài tôi mới ra đem chim lên ông chim rồi sao con lấy mấy con không thì dù có lấy chơi không có mấy con hả mấy con mình bữa sao có khi chuyến sau tôi đưa cho ông có vô đây không xong vô thì vô có em không tôi gửi nghe em cũng được vậy gà sao hả ừ gà sao con á nghe gà sao con á chứ không phải gà sao bự nha hơi bự này được không không nhỏ quá ra đâu được tại là chị phải nuôi nha gà này là bán chân hả bán chân rồi muốn mua rồi tôi đem cho alo dạ không dạ nhóc anh nó bay được mà dạ thì anh nuôi thì nó cũng giống như kiểu như con gà lâu vậy đó nhưng mà vấn đề là nó bay được ví dụ như chó mèo hay người lạ gì xe cổ gì đó gặp nó lạ nó nộ nó thì nó bay đi thì nó bay đi vòng vòng đó nhưng mà qua nhà người ta mất nữa tóm lại là anh phải nuôi anh cắt chuồng chứ không cắt chuồng sao nuôi được nó thả như gà thì sợ là nhiều khi cái con này nó lạ nó bay qua nhà hàng xóm người ta bắt và giấu nó cũng kiểu như gà lâu vậy đó nó giống vậy đó nó dạng mà do anh tập thôi chứ còn ví dụ như em tập ở đây dạng mà đưa anh nó cũng nhát thôi nó quen nó dạng là do nó quen người thôi nó dạng hơn con chim nhưng mà ý nó là bây giờ anh mua về anh muốn dạng anh phải tập riêng anh chứ sao em tập được
Có nhà dưới không? Có chú này ổng kiếm mua chim chỉ, ổng chạy ổng bán dạo đó, rồi ổng xuống tới cầu gạch ranh rồi ổng nhá máy cho anh, rồi anh ra anh đón không nha. Rồi cảm ơn em nha em. Dạ. Bây giờ nữa có chim chè, có gà nhỏ quá nó không được đâu, cẩn thận nha con. Rồi, được rồi. Được rồi, cảm ơn cưng. Dạ. Trong cái chim chỉ bảy màu. Dạ, bán dạo này không được đâu. Không thọ nó bán dạo thì được nhưng mà ông đi gió máy thì nó chết uổng. Nó chết hết vốn rồi. Có cộng mấy con rẻ thì mấy con chim chỉ thường thì bán dạo được. Mà vô trong cái tủ thuốc mà lấy hai cái tay thịt thuốc ra ve. Con kia chậm chậm á, cho con làm lẹ quá cái nó cái màn hình lẹ nha. Mà không mua sạch chưa? Sạch rồi chứ mà được sạch nó đây nhưng mà không gì đâu. Đâu rồi, hai chạy ở dưới tới dưới tủ luôn nghe. Có chạy kịp, có loại kia kia chị một chết đó mà đoạn kia phun phải không? Đang chích ngừa thì phát hiện ra có gận nó cắn mấy con chim, cho nên là anh ba anh đi quải bình anh xịt xịt nành chuồng đặng diệt đó, đặng cho chim công nó đang chuẩn bị thay lông mới, đặng nó không bị mấy con đó cắn, đặng nó ra lông cho nó đẹp với mấy con bảy màu con bên kia. Hồi nãy thì nó cắn mấy con bảy màu con bên kia chọc cổ, nhưng phát hiện bây giờ phải xịt xử lý liền để nó lâu nhiều sinh sôi nảy nở, mình làm không lại nữa. Còn một dãy ở bên đây công con dưới bảy màu con bảy màu lứa đó khoảng 3 tháng 4 tháng tuổi, thì mình làm xong thì nó là xong đang chích mà phát hiện một cái bé này nó không có cái hàm trên. Cái bé chim này nó không có cái hàm trên mà nó vẫn mập. Gà nó mập nó vẫn ăn được sống được nha. Gà nó vẫn mập thì bình thường so với mấy con kia, nhưng mà dòm các bạn dòm cái kiểu này là kia bằng hở hàm ếch. Không có cái hàm trên luôn, nó gục sát vô luôn vậy mà nó vẫn sống bình thường. Sau khi mình làm vaccine xong thì bây giờ là tới cái phần mà tẩm bổ cho nó nha các bạn. Ở đây là có sâu. Mấy con sâu này thì dành cho mấy cái con công mấy con công sinh sản, mấy con công đẻ nó thích ăn sâu, cho nên là bữa nay là tiêm ngừa rồi sẵn đó, mình tiêm ngừa cho nó bổ, cho nó sung, cho nó khỏe nó, rồi nó nói chung là nó hết giai đoạn sinh sản, nó cũng nó hơi bị ốm, cho nên là bây giờ mình phải bồi dưỡng cho nó cho nó đầy đủ sức khỏe, đặng nó chuẩn bị cho mùa sinh sản năm sau. Chim công thì một ký sâu là ăn được một ngày, tại vì cái dãy chuồng công sinh sản mình đây nó tới 5 bộ, 5 bộ mỗi một chuồng là một con chấm mà tới 5 con mái lận, cho nên là 30 con. 30 con ký sâu là nó ăn vừa đủ mà. Nó ăn vừa đủ một ngày. Một ký sâu lúc gà là 120 ngàn.
120 ngàn ký. Coi như nó ăn, nếu mà mình bồi dưỡng cho nó, ví dụ như bồi dưỡng sâu thì lúc này thì bồi dưỡng ví dụ như một tuần khoảng chừng một lần hoặc hai lần thôi. Cho nên chứ cho ăn nhiều nữa thì không có tiền. Ký sau 120 ngàn ăn 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 được con cử à. Ở đây mình ghép tới một con trống tới năm con mái lận. Tại trống mình trống chim chim công trống mình chất lượng nó đạp trống đều đều gan à. Cho nên là mình ghép ghép thêm hồi hồi bữa hổm hồi 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 nó đẻ thì một trống ba mái à. Mình để chim hậu bị thêm cho nên là bây giờ mình ghép thêm hai con hậu bị nữa là coi như là mùa sau đó nó phải đạp 5 con. Đạp 5 con. Thì ví dụ như là các bạn bổ sung cho nó là sâu nè, dế nè, rồi giá nè. Nói chung là cái giá như hay là cái thường thường các bạn cho hay mua cà chua giá dưa hấu rồi cho ăn. Tuy nhiên mấy cái đó thì đương nhiên là nó tốt rồi, nhưng mà vấn đề là cái thuốc trừ sâu nó phải đảm bảo. Cái kiểu nó ít ít phun nhưng mà hầu như là mấy cái giá bây giờ nó xúc bằng thuốc rồi dưa hấu đồ hay là cà chua này kia phun thuốc trừ sâu nhiều quá cho nên là mình không, đặc biệt là ví dụ như mình cho chim cho gà ăn thì mình đương nhiên mình ra mình mua những cái loại hàng mà hàng dụng có nghĩa là hàng bị úng chút đỉnh này kia hay gì này kia đó, rồi mình về mình cho nó ăn, mà mấy cái hàng đó là đa số là nó dính thuốc trừ sâu nhiều cho nên là nó mới bị dạt ra mình mua, cho nên là hồi nào giờ mình không có mua đó. Mình không có mua mấy loại đó cho nên mà mình ở đây là mình ví dụ mình có tiền mình bán được nhiều thì mình mua sâu dế rồi mình cho nên ăn tận hai lần, còn mình bán ít thì mình cho ăn tận lần đó. Chim công đẻ thì nó thích ăn sâu này lắm, sâu này sâu rồng nha các bạn, con sâu rồng, cái này là con sâu rồng. Cho nó ăn một mâm thì chứ này chút xíu là hết à. 5 con 6 con, 5 con mái con trống thì nó ăn cái kiểu như là không muốn đủ. Cái giai đoạn này là giai đoạn cần nhất cho nó bồi dưỡng lại sức khỏe sau sinh sản. Và đặc biệt là bữa nay là mới vừa chích ngừa xong nữa. Cái ngoài cho ăn cái này thì trong cái nước uống á thì mình phải pha thuốc vitamin, vitamin là thuốc bổ tổng hợp cho nó uống nha. Cái đó thì các bạn nói chung là các bạn cứ ra thú y các bạn hỏi mua thuốc bổ cho gà mà loại tốt á. Đừng mua thuốc tăng trọng gì nha, nó không cần tăng trọng gì đâu. Mình mua thuốc có như là bổ sung vitamin rồi này kia, tại vì kiểu mình nuôi nhốt mà kiểu gì nó cũng thiếu chất này thiếu chất nọ cho nên là mình đâu có đây cho nó ăn đầy đủ đâu, cho nên là mình phải cho nó uống dặm thêm thuốc bổ vitamin tăng sức đề kháng nó lên để nó không bị vaccine giật hành đó. Thì thường thường là cái vaccine đó mình làm vô hầu như là cái con chim nó cũng bị ảnh hưởng chút đỉnh, là có nghĩa là nè, cái kiểu như là mình thấy nó đẻ ít hơn một số người ta nơi người ta không tiêm vaccine. Nhưng mà ngược lại cái tỷ lệ an toàn của mình nó sẽ cao hơn. Có vaccine mình nuôi mình sẽ an tâm hơn. Đây là bộ công trắng. Còn đây là dế. Dế thì mình sẽ cho mấy cái con 3-4 tháng tuổi mình cho nó ăn. 2-3-4 tháng tuổi mình cho nó ăn nặng cho nó cũng bổ sung sức khỏe nó lại luôn. Dế nuôi thì cái này dế cũng mua luôn. Dế thì 100 ngàn ký. Dế thì 100 ngàn ký. Nó ghẻ hơn sâu. Tại sâu lúc gài nó nuôi cái kiểu như khó hay gì đó, bắt đầu nó bán giá hơi cao xíu, tại vì cái chỗ nuôi sâu nó hình như là nó qua tháng mà gộ thì nó rẻ hơn con dế, con sâu nó rẻ hơn con dế. Nói chung là con dế hay con sâu gì nó cũng có cái mùa, nó có mùa nuôi không được, có
có mùa nuôi được và có mùa nuôi không được. Là cái chỗ bán sâu nó nuôi chuyên nghiệp mà mùa này nó không có sâu nó bán. Dế luôn, dế hình như cũng vậy, dế có mùa là nuôi 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 nó không có đạt, cho nên là mùa nào nuôi không đạt thì giá nó hơi cao xíu. Chim công này thì nó tầm khoảng 3 tháng hơn rồi nha các bạn, 3 tháng hơn, 3 4 tháng gì rồi. Mình bây giờ tại vì nhiều quá mình không ghi ngày, đón đón vậy thôi. Cái kiểu như là cái bài này là cái bài đầu mùa nè, thì cái bài này là đâu cái bài này nếu mà bài đầu mùa thì nó khoảng 4 tháng rồi, nó tầm khoảng 4 tháng rồi, tại bữa nay là tháng 8 rồi, là Tết mà, có nghĩa là tới khi mà chim công là nó khoảng tháng giêng âm lịch là bắt đầu nó đẻ lai gai rồi, đẻ lai gai nó kéo dài tới 5-6 tháng. Thì nó sẽ hết mùa thì mấy cái lứa đầu thì nó tầm khoảng 4 tháng rồi. Các bạn thấy không? Các bạn ở đây thì mà chim gà mình làm vaccine rất là đầy đủ. Tại vì mình nuôi số lượng nhiều, mình không làm vaccine thì cái người thiệt hại đầu tiên là mình nữa, chứ không phải là khách hàng đâu. Các bạn mua có một cặp hai cặp các bạn nuôi à, nếu mà mình không làm vaccine thì ví dụ như địch trường hợp rủi ro thì các bạn có tổn con cặp hai cặp, mà còn mình nuôi nguyên một cái trại gì mấy trăm con thì không làm vaccine thì nó tổn một cái là mình sa nghiệp luôn, đi ăn mày luôn. Cho nên là mấy cái trại lớn là các bạn yên tâm, mấy cái trại nuôi nhiều là các bạn yên tâm là tôi phải làm vaccine đầy đủ thôi, cái đó là quy tắc buộc rồi. Cho nên là các bạn xem thì các bạn so sánh giá cả thôi, chứ còn còn vaccine thì ở đây mình làm nó đầy đủ hết. Chim công lúc này thì chim công từ 4 tháng tuổi trở lại. Thông thường thì mình phiên các bạn thì mua chim công từ 2 tháng tuổi tới 4 tháng tuổi, tại thì 2 tháng tuổi là bắt đầu nó hết hết ấm đèn rồi. Hết ấm đèn rồi. Nó dễ hơn là cái lúc nó còn ấm đèn, mất công về, mà ví dụ mình mua có 2 con mất công về làm chuồng ấm đèn này kia nữa thì nó mất công, nó cái kiểu như mất công. Còn mình mua cái con lớn hơn thì cái tỷ lệ an toàn nó cũng cao hơn, nhưng mình không có cần phải xông đèn cho nó. Ở đây mình kỹ lắm, mình xông đèn tới 2 tháng tuổi mình mới thả ra chuồng đất. Thả ra chuồng đất này là thì chim công thì các bạn phải cái kiểu như là nó hay bị bệnh đường ruột, cho nên là các bạn phải phòng đường ruột nó kỹ nha. Cái nền chuồng mình phải xử lý cho nó sạch sẽ. Ví dụ như mình nuôi lâu năm thì mình xử lý vôi bột nè, xong rồi mình xét chuồng chuồng trại rồi nè, đó mình xử lý cho nó kỹ, chứ để nó chim công nó dễ bị dễ dễ bị dính đường ruột lắm. Mình phòng thì nó tốt hơn, còn khi một khi nó dính bị nó dính đường ruột thì nó khó trị. Ngay cả người nuôi lâu năm mà chim công mà nó dính đường ruột rồi nó bệnh, nó ốm nhách rồi nó chết, nên cũng khó, cũng không có trị được. Nên nên nếu mà nó dính bệnh rồi cái là nó tỷ lệ rủi ro nó cao. Cho nên là chim công thì mình ở đây thì các bạn thấy nó cũng cái kiểu như là ví dụ như mình mua ở đây mình thả ra đất rồi thì các bạn đem về các bạn thả ra đất luôn. Còn ví dụ như kim công nè, anh em còn để trên sàn thì các bạn phải nuôi trên sàn rồi về các bạn từ từ các bạn mới thả xuống đất. Nhiều khi nó đang ở trên sàn nó thường thường cái giai đoạn mà ở trên sàn nó xuống đất nó dễ mắc bệnh lắm. Cho nên là ở đây thì mình xử lý đường ruột, sổ lãi, đặc biệt là sổ lãi định kỳ cho nó hết rồi, cho nên là nó cũng tỷ lệ rủi ro nó cũng thấp. Thôi, video ngày hôm nay xin kết thúc tại đây, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.